nhiều lắm. Thế đây đi cầm xuống đi. Đâu con này béo trắng luôn luôn. Mời tất cả mọi người nha. Mình thử gia vị. Ok, hello tất cả mọi người nha. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục ra đồng kiếm đồ ăn. Ở dưới ruộng này có một món ăn khá là ngon, rất là đặc sản luôn mọi người ạ. Đặc sản. Tí nữa mọi người sẽ biết con đấy nó là con gì nhá. Phải chờ nhà, các bác bừa ấy thì nó mới bị bới lên mới đi bắt được. Hey, cho em cầm cái này rồi. Get go. Không. Không à. Chỗ này có bụi bụi không? Tí nữa bừa đến cái ruộng này này, bừa đến ruộng này mới nhiều này. Những ruộng nào phải có nước mà bừa để chăn cấy. Đây đây. Đây này. Đấy. Đấy con bụi bụi đấy nha mọi người nhá. Bắt lên cho mọi người xem con này. Đấy, con nó có hai cái càng này, nó giống dưới miệng đấy. Đây này, bắt đầu còn sống rồi. Đây nó vừa là nó cứ bơi bơi như này này. Tí nữa sẽ đầy. Rồi, thả lại đây. Hết rồi. Hết rồi. Đợi ruộng bên này. Đợi ruộng bên này thôi, ruộng bên này hết rồi. Thôi, chứ tiến ruộng được mấy con này mà nghe. Mấy con này. Đi muộn. Đây nhá. Kiếm khoảng tầm nửa cân. Đúng anh mộc được gần gần nửa hộp à? Nhiều thế à? Quậy. Cho em xem bác. Đây. Ui, cái này gần quan đấy nhỉ? Ui, đây. Ôi cha. Đấy. Siêu nhiều luôn. Nhiều ấy. Cần được nửa cân đấy. Nửa cân đấy mọi người ạ. Ấy anh em mình chỉ cần tầm. Anh em mình chỉ cần tầm như thế này thôi là ngon rồi. Ba. Đây cơ quy nhận. Lượt sau. Nó đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghĩa phải nát tí nữa nhỉ. Sau khi vừa những cái con này ở dưới đất nó chui lên thì nó sẽ bơi kéo kiểu này nhá. Đó, anh em mình chỉ việc đi theo máy cày nhặt nó, bỏ vào xô. Đấy, anh em mình được mấy chục con rồi, nó phải được nhiều ăn ngon. Cái loại này ấy, loại này là cái loại ngon hơn dế mèn, ăn ngon hơn cả những con châu chấu cơ. Thế nên là rất là nhiều người đi bắt những con này về để ăn mọi người ạ. Hầu hết là ở làng mình ạ, ai cũng ăn. Thế nên là cứ đi theo xong cái cày để nhặt. Canh bắt không hết.
cô đi. Đây đây. Đấy, đó, đây đó. Đây. Ở đây cụt đầu. Ôi, cụt chết. Cụt chết, cụt đầu mới là đúng. Cày nó ra cụt đầu.
chân đấy, đúng là chân luôn. Đây đó, đây con đơn. Nhá. Đấy, bây giờ phải rửa sạch nó đi. Con này thì nói chung là đặc sản ngon cực kỳ luôn. Phải vừa nó mới nổi lên mới bắt được. Con này nó ở hang sâu chứ đó. Mang cái rổ đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Rửa sạch luôn đi đã. Làm luôn đây em. Thế này đủ đĩa rồi. Ngất hết rồi. Lâu lắm rồi anh em mình mới chuẩn bị được ăn thưởng thức món này. Năm ngoái cũng đến mùa nhưng mà anh em mình vừa tới lại lỡ mất. Thế là đi không đi bắt được. Thiệt ghê. Bạn ơi, xuống bắt tiếp. Làm món này ăn nó đỡ kia đó. Đỡ thiệt. Món này ăn nó đỡ thiệt. Đúng đi đâu. Không. Con này ruộng nào mà càng nhiều phân đấy, phân khô ấy, thì lại càng nhiều mọi người ạ. Thì ăn lại càng ngon. Ăn nó đặc. Được rồi, con này ngon đấy. Con này mà con nào mà có trứng ấy ăn xuống cắn nó chín lắm mọi người ạ. Rất chín lắm. Một tí tẹo nữa là chín rồi. Cả thơm rất vui rồi mọi người ạ.
luôn. Đến thử cho em vừa chưa? Tôi chưa chín hết. Rồi. Béo ơi. Béo ơi. Con này béo trắng luôn luôn. Mời tất cả mọi người nha. Mình thử gia vị. Ôi nhạt. Ôi nhạt là thêm thêm. Nhanh không cháy. Con mắm này ui. Ôi. Lửa to quá kìa. Nào nhanh đổ mắm vào. Vay hủi hủi để nấu cho nó nhiều. Ok, xong rồi. Đi đâu chưa? Anh ơi. Ôi, ừ. Ra đây, ra đây. Ok. Ông nghỉ ra. Đang nghỉ. Được chưa? Được chưa? Đây ông ơi. Đây ông ơi. Đây ông ơi. Đây ông ơi. Cho nó đây là công sức của mình sẽ mở bên làm ra.
đúng là sản phẩm mình làm ra. Anh cái cây ông ăn cho tôi bỏ đi. Đâu ăn đi. Ông ngồi đây, ông ngồi đây. Con này có trứng. Đó. Đây cô một khác à? Kì bố. Ông ngồi đây ông. Ở đây. Ông Nam ở đây. Ông Nam ở đây ông ơi. Ngon quá. Cho nó một bản. Đấy, ba chén hết rồi à? Cháu bản rồi. Cháu uống rượu đi. Chúc mừng năm mới ông nhé. Lên đây, ngon quá. Lên đây ta bao quay cây cậy, quay đồng ngon quá. Ông muốn trừ trừ chỉ cái này. Sản phẩm của Mao đây làm ra cho nên là thưởng thức. Đây là năm mới ông bà nhá. Ui dù ơi, không say không về nhá. Sợ tí nữa, không dị ứng. Không say không về. Hết thằng này lại có một thằng cày bừa tiếp. Lên chả bắt chả bắt đuổi nước. Cực kỳ béo nhá, nhìn con nào con đấy nó gọi là... Ngon mọi người ạ. Ăn được. Mẩy, rất là mẩy. Béo nhỉ? Con nào có trứng đâu có cốp à? Tản phần này. Cái này là đặc sản của Tản Linh. Phân tiêu hóa rồi. Con đấy, phân tiêu hóa rồi. Tiêu hóa rồi. Đã tiêu hóa rồi, mình không... Ra một cục phân trâu rồi. Nhưng con mẩy. Không vừa đây xong, kê nó. Kê nó biết cái gì, giống mùi bùi này phải có phân nó mới béo. Trong cỏ nó giả, nó thật sâu, nó khui giả phân. Mình nên nó lại nuôi mình. Đúng. Đây là quy luật xã hội rồi. Ăn ngon có trứng nổi bốc anh nhỉ? Ngon đấy. Ăn nhiều rồi. Nó béo, béo hơn dưới mèn. Bà ăn đi. Làm tí mai mai kia mà trông trông nó lũ ở qua chú. Tức là tản viên. Nhạt thì nó mới béo. Chúc mừng năm mới. Nhạt thì mới béo nhá. Ủa, có con trứng nổi ba phải ăn 4 năm mai mắt để nó đấy. Ừ, nó mới béo. Cái bên nó mùi mà bùi. Cái cây cậy này đi ra đồng nó mới là kiểu riêng có một cái tổ thắt. Đấy, rất nhiều. Cây ả từ trong năm, giáp Tết người ta mới cày vỡ nhiều lắm. Đấy là của mình đấy. Chuyên cây đúng từ bé em đây được ăn cây cậy. Cái chân mạ mình mới là nhiều. Ăn chưa? Vừa ăn vừa phải cạnh đây này. Vừa ăn vừa phải cạnh. Đâu nhỉ? Ăn nó đi tiên vợ cà phong kể nó. À, tên của con này là con cạy cạy hoặc là bùi bùi. Chăm mầm đấy. Có hai loại tên. Chăm mầm cũng là chính xác. Bùi bùi. Chăm mầm đâu nhỉ? Cũng là chính xác. Đây chăm mầm đây. Đây là chăm mầm của tôi gọi đây là chăm mầm. Đây là bùi bùi là cạy cạy. Tên ngoài cạy cạy. Tôi là chăm mầm. Chân thằng này. Đây là hai bài. Trên xuôi gọi là con cạy cạy mà ở trên mình gọi là con. Trên tông mường gọi là con bùi bùi. Đây con chăm mầm được không nhỉ? Đây chăm mầm. Đây chăm mầm. Chăm mầm. Còn con dưới mèn nữa con nhá. Chúng mày làm phim ảnh con dưới mèn nữa. Đứa to hơn nữa là con thiếu thiếu. Mà thiếu thiếu. Đó như này. Đó. Cái này là người chăm mầm nha mọi người nhá. Chăm mầm nó gọi là trong phim nó gọi là cây du ký. Mường gọi là bùi. Mà canh rồi. Mà canh ơi. Còn nữa. Còn đấy con thiếu thiếu nữa con. Canh ơi. Làm lon bia. Thiếu nữa mình còn con thiếu thiếu chưa làm đâu nha, thiếu thiếu ấy. Con thiếu thiếu là to hơn con chăm mầm. Con dế mèn. À nó là con dế dế. Dế mèn đấy con. Dế mèn này to. Con dế to. Ôi, chúng tôi gọi là thiếu thiếu. Hết mùa rồi, phải cánh cương này đủ nước ở bên đồng ngả đấy. Cánh cương suốt đấy. Hun suốt. Ở bên hun nước này nó nhiều lắm. Cắn sắn nhỉ. Loại đấy to. Đấy. Ngon. Nó sắn kìa. Đấy. Phải bé rồi. Nó có đồ nước đấy. Cắn cả con bằng ngón tay út này. Không, tháng 4, tháng 5, tư từng năm chứ. Có sẵn mọc rồi. Đấy, rồi. Đấy. Đấy, ngồi ở đây. À đấy. Đưa, cháu. Ông nào vừa nãy vừa bảo hôm nay nhiều quá mà không biết. Hai cái ruộng này thì tha hồ mà nhặt. Thế, chả có lấy nhặt tí được chừng này rồi. Đây, hôm nay cháu cứ đi theo xe, theo máy cày nữa. Đi đồ phát, thế là cứ đi theo cái luồng nước. Cứ thế chóp. Nó dài luôn bởi vì làm thì nước thì bơm nó khô xong mà được có nước ngay thế này nó ngâm nước khó đi nhà cháu rồi. Thì nhà cháu nhặt về em thì xong để mai em không ăn được. Thế bây giờ có thằng Cường ông Thu thì em cũng dị ứng lắm thế em dị ứng mà nhưng mà ăn thì thấy cãi nhăng em nhầm mốc nó có thể dị ứng ác tại vì sao nó ở Hoàng đấy là Hoàng không ăn được ở toàn những cái ruộng nào mà phân khô em nhiều em cũng nhiều nó ẩm nhiều thế này hơi ẩm thôi ruộng nhà ông bảy rất là dị ứng con này nửa rồi em nửa này nhiều lắm không có ơi được. Nhưng mà ngon thì uống thuốc cỏ thôi. Tôi biết là không có. Không có mấy. Cái nửa rồi ấy. Của bác có. Nhà thuốc cỏ là châu hơn bò. Không cứ chữ bác hồ. Có. Phân khô ấy. Nếu không có phân không có. Châu bò là nhiều. Nhà không có phân. Không có. Kìa cái bọn hìn được bao nhiêu luôn. Đấy. Các đồng đi. Không. Bữa nay là kênh ẩm thực là về phát luôn đấy. Có luôn đấy. Vâng. Mai à. Mai. Mai sẽ có. Mai mới bay lên. Sao bọn đập mì lâu xếp hàng lâu đấy. Đi nhập pizza giờ đơn giản xong chấp lâu thế.
Hôm nay tưởng có nhìn thấy cái măng măng ớt gì đâu à? Đâu? Đây, đâu? Trong này thôi, có, trong này thôi. Tưởng thấy vị cay của nó là hơi đúng lệ đấy. Măng ớt. Đây. Dầu. Thôi khả năng clip này mình sẽ kết thúc tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người năm mới phát đạt. Vạn sự như ý. Vừa giáo tiết dồ cái món ngon nhỉ. Thằng của thằng. Đây nha đây. Dồ.